Xin chào các bác, chào các bạn. Có rất nhiều người hỏi tôi về cái việc sao đen cái hoa hòe. Hôm nay tôi sẽ sao đen cái hoa hòe cho các bác và các bạn xem. Các bạn bạn chuẩn bị cái chảo như này. Vâng. Đây đây. Tôi sẽ sao đen từ từ. Các bạn nhìn con lửa to này. Con để lửa to này các bạn cho chảo vào. Các bạn đợi nóng chảo lên thì các bác cho hoa hòe vào nhá. Bây giờ chảo đã nóng rồi, tôi cho hoa hòe vào đây này. Thường 1 kg hòe thì các bác chia làm 2 lần thì các bác rang vào cái chảo như này. Nói là sao đen hoa hòe thôi, nhưng mà thực ra thì theo kinh nghiệm của tôi thì không nên sao đen quá, vì sao đen quá nó không còn chất gì cả. Chúng ta chỉ cần sao đen lên một chút là được. Các bạn xem nhé. Nào, hoa hòe sao qua thì uống nó rất là ngon, nhưng mà sao hơi cháy thì uống nó cũng giảm độ ngon đi một chút, nhưng mà vẫn còn ngon. Mà nó có cái tác dụng rất là đặc biệt. Hoa hòe sao đen lên thì nó có cái tác dụng là cầm được cái chảy máu bên trong. Thì nhân nói về cái cầm cái chảy máu bên trong này thì nó có rất nhiều cái chảy máu bên trong các bác. Ví dụ như là chảy máu toàn bộ hệ thống nội tạng của mình mà sử dụng nước hoa hòe cũng rất tốt. Đi ngoài ra máu, đi tiểu ra máu, rồi chảy máu tai, chảy máu mũi, chảy máu mắt. Đúng lại là tất cả các chảy máu trong. Đấy, chứ không cứ là phải là đi ngoài ra máu là các bác mới dùng cái loại này được. Tất cả các loại chảy máu bên trong. Những người mà bị cái bầm tím ở trên da này. Da này mà các bác thấy như có những chỗ nó bầm tím ấy. Đấy chính là người ta gọi là xuất huyết dưới da đấy. Đấy cũng là một dạng chảy máu trong. Nhưng mà cái chảy máu đấy thì nó lại không xuất hẳn ra bên ngoài, giống như là đại tiện đi ra máu. Nhiều khi mình cứ hiểu nhầm. Những cái trường hợp chảy máu cam, đấy cũng là chảy máu. Những cái trường hợp như băng huyết, đấy cũng là chảy máu. Rồi kể cả cái nhiệt rong kinh, các bác dùng cái hoa hòe này, các bác sao đen lên một chút này, xong rồi uống thay nước hàng ngày thôi. Cái việc cho thêm cái hạt chi tử vào thì nó sẽ làm tăng tác dụng cầm máu trong lên. Còn trong trường hợp các bác không có hạt chi tử, nhím tôi sẽ cho các bác xem hạt chi tử và tôi sẽ rang luôn cả hạt chi tử cho các bác xem. Thì cái hạt chi tử ấy nó cũng có cái tác dụng cầm máu, nhưng mà các bác nên cho tỷ lệ là 2 phần hoa hòe và 1 phần chi tử, hoặc là 3 phần hoa hòe và 1 phần chi tử, không nên cho tỷ lệ không đầy. Còn về cái hoa hòe sau này thì nó có tác dụng cầm máu thì các bác chỉ cần dùng một vị hoa hòe này thôi, các bác xem đen lên là đã có tác dụng cầm máu. Qua cái việc bán hoa hòe thời gian vừa rồi thì tôi thấy có một số bác cũng hay hỏi về cái hoa hòe này. Nhiều trường hợp đi viện nằm đến 2-3 tháng nhưng mà chữa cái chảy máu đại tràng đi ngoài ra máu các bác không khỏi. Thì tôi chỉ bảo mọi người bảo các bác là các bác thôi thì nói các bác chứ chắc bác tin. Thì các bác cứ dùng thử chút hoa hòe này, các bác sao lên, xong rồi các bác uống thay nước hàng ngày. Thì nhiều trường hợp với là uống xong là có phản hồi với tôi là rất là tốt. Nhưng hiện nay là tôi muốn lấy thêm về tôi uống thôi chứ còn tôi khỏi rồi. Tôi cũng nói thật với các bác là các bác cứ uống thêm thoải mái, không vấn đề gì đâu. Vì cả người không cao huyết áp, uống cái hoa hòe này nó cũng không hạ đâu sao. Tôi đã uống thử cái này mấy tháng trời mà nó không hạ huyết áp. Nhưng mà đối với người cao huyết áp thì uống hoa hòe rất là tốt. Người có bệnh là như thế. Tôi sẽ nghĩ rằng trong cái đông y, cái viện thuốc của mình nó có cái rất là hay. Ví dụ như là cao huyết áp đã hạ được rồi thì chắc chắn là huyết áp thấp uống tăng lên bình thường. Nhiều thuốc của mình là như vậy, có nghĩa là bị thuốc vào thì nó làm cân bằng cái trong cái cơ thể con người mình, chứ không phải là cao nó chọn thấp bình thường nó hạ xuống. Thuốc là như thế thì nó sẽ làm cho con người mình cân bằng lên. Nhiều thuốc chữa nôn
chống nôn. Kinh nghiệm xa xưa của các cụ hay nền đông y cổ truyền là hay quá. Có những bài thuốc của Trương Trọng Cảnh cách đây hàng 2000 năm mà hiện nay áp dụng vẫn. Đây các bác này, con hoa hòe là gần được rồi đấy. Thời gian chỉ có mấy phút thôi, lửa cháy rất to ở phía dưới. Đấy, các bác muốn cẩn thận thì các bác có thể sao ít hơn được. Nhưng mà... đấy, các bác nhìn đây, như thế này được rồi nhé. Thế đâu? Không cần thua đâu các bác. Các bác cứ hơn tí được, không sao. Phải đóng hoa hẹo sao cháy. Rồi. Xem phần dưới này có gì rõ đấy, ta phải ánh sáng không đủ đấy. Các bạn nhìn không rõ đấy, nó chỉ hơi cháy này thôi các bạn nhé, hơi cháy này thôi đấy, chính là con gà sao đen đây. Đây các bác nhá, chỉ cần sao mức độ như này được rồi, các bác có thể sao trái một chút nữa được nha. Có thể vừa đấy các bác không nhìn rõ thì mang ra đây để quay lại để các bác nhìn rõ hơn này. Đấy, chỉ sao mức độ này thôi nhá. Đấy, trái hơn một chút nữa được, không sao cả. Rồi bây giờ tôi sẽ sao cái hạt chi tử đấy nhá. Đây đây là cái hạt chi tử là tôi chuẩn bị sao đây. Đây hạt chi tử này. Mắt cũng mở nó to cho đấy, nóng chảo lên. Sau khi nóng chảo lên thì cho hạt chi tử vào. Đấy. Sau đó các bác cũng làm tương tự giống như sau này, các bác sao khoảng tầm 4 đến 5 phút là sẽ được. Cái hạt chi tử này khi rang thì nó có cái tiếng nổ, nó có bụi khói bốc lên rất là lớn. Sao cả các bạn cứ sang đi. Đấy, các bác thấy cái khói nó bốc lên rất là nhiều, một cái hạt chi tử này. Đây thưa các bạn, là trong hạt chi tử đã đang xong rồi nhé. Đấy, nó chỉ chần cháy mức độ này rồi mà nó đang khói quá nhỉ. Cảm ơn nhé, khói các bác xem lại nhé. Đây thưa các bác, là chi tử đã đang xong, rất khó nhìn các bác. Đấy, chi tử đang xong rồi, vẫn đang nóng ấy. Cháy đen đen này như này, cháy gần hết đấy. Các bác có thể đang sống thêm một tí nữa được, không sao cả. Đây là hoa hòe nó đang xong đó, sát cảnh luôn này. Tôi nhìn nhá, đấy. Rồi. Các bác có nhu cầu mua hoa hòe này
chi tử ơi, liên hệ với chúng tôi nhé. Số điện thoại là 0932340345 nhé. Cái số đang trên màn hình của các bác ấy nha. Xin cảm ơn các bác đã xem video của chúng tôi nhé. Các bác hãy tích vào nút đăng ký để đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.